Xin chào các bạn, hiện tại trên hàng rào của mình đang có một chiếc hộp của Vivo E53. Thì trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khui hộp chiếc điện thoại này nhé. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là phong cách đóng hộp khá là đơn giản, với không phông nền là màu trắng, logo của Vivo, hình ảnh sản phẩm, một số cái thông số liên quan nổi bật như là 4G LTE, Ultra HD Photo. Ở mặt sau là một số thông tin của sản phẩm là như là camera chính là 8MP, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, Android 6.0 và sử dụng là 2 SIM và một thẻ nhớ riêng biệt luôn. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp nó ra nhé. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Vivo E53 màu vàng. Mình sẽ để qua một bên, một tí nữa sẽ quay lại. Thì ở phía bên trong hộp thì chúng ta sẽ có một số cái phụ kiện đi kèm. Ví dụ như là ở đây thì mình sẽ có một cái que chọc SIM. Phía bên trong này sẽ đựng sách hướng dẫn sử dụng. Và ngoài ra thì Vivo sẽ đi kèm theo chúng ta một cái củ sạc như thế này. Cái củ sạc này thì mình cũng thấy hình dạng của nó cách đây cũng khá là lâu rồi mình chưa thấy lại kiểu như thế này. Đầu ra của nó là 5V và 1A. Hiện đây Vivo còn thêm cho chúng ta một cái cáp micro USB nữa. Và ngoài ra cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái tai nghe đi kèm như thế này. Rồi, trong hộp của chúng ta cũng đã hết rồi. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Vivo E53. Thì các bạn có thể thấy là tổng quan của nó thì nó được bo cong ở 4 góc, nên là trông có vẻ nó mềm mại tròn trịa một tí. Và nó có một cái thiết kế, đó là cái khung vỏ của nó thì bằng kim loại. Tuy nhiên thì mặt lưng của nó thì được làm hoàn toàn là bằng nhựa giả kim, nên giờ nó vẫn mang một cái vẻ sang trọng chứ không hề là mang một tính chất rẻ tiền gì cả. Và ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái camera trước 5MP, loa thoại và cảm biến. Và ở phía dưới thì chúng ta có ba cái nút cơ bản của Android. Thì ở đây máy sở hữu một cái màn hình là 5 inch với độ phân giải là QHD chứ không phải là HD. Mặc dù là QHD nhưng mà mình cũng đã trải nghiệm, bởi vì màn hình của nó cũng tương đối là nhỏ nên là nó không ảnh hưởng lắm tới cái việc chất lượng. Tuy nhiên chất lượng nó vẫn không có thực sự là xuất sắc. Và ở cạnh dưới của máy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái loa ngoài, một cái cổng micro USB và một mic thoại. Ở cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có một nút nguồn, một nút tăng giảm âm lượng. Và hai cái nút này thì nó cho cái độ nảy cũng như là độ phản hồi rất là tốt. Và ở phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái jack cắm 3.5. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có nơi đặt khay SIM và khay cắm thẻ nhớ. Thì cái này, một ưu điểm của chiếc Vivo E53 này là nó sử dụng 2 SIM và thẻ nhớ cùng một lúc luôn. Có nghĩa là các bạn không phải hy sinh một SIM hoặc là một thẻ nhớ nữa. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một camera chính với độ phân giải là 8MP, một đèn plus và logo của Vivo. Còn lại thì nó được thiết kế theo kiểu trơn nhẵn như thế này. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà các bạn để dưới mặt bàn thì nó cũng sẽ rất là dễ trầy đấy. Nói một tí về camera của Vivo E53. Mặc dù là camera chính là 8MP thì nó có vẻ tương đối thấp so với những cái dòng điện thoại trên thị trường, nhưng mà theo mình trải nghiệm thì nó vẫn cho chất lượng ảnh cũng như là tốc độ chụp cũng như là lưu ảnh rất là nhanh. Và một điểm cộng của chiếc Vivo E53 này thì nó cho các bạn tùy chỉnh rất là nhiều thông số. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ có chỉnh là khuôn mặt đẹp, màu da, làm trắng, có rất là nhiều chế độ chỉnh. Hoặc là bạn sẽ được chụp toàn cảnh. Thì ở chế độ chụp ảnh thì nó sẽ có rất là nhiều cái chế độ chụp. Ở đây ví dụ như là chúng ta có chế độ chụp đêm, Ultra HD có nghĩa là nó sẽ chụp nhiều tấm hình lại để nó gom lại một tấm ảnh có một cái độ phân giải cao hơn. Ở đây thì thêm một chỉnh sửa tài liệu, hay là chuyển động nhanh, chuyển động chậm, rồi ảnh chụp chuyên nghiệp. Thì trong một ảnh chụp chuyên nghiệp này thì nó cho các bạn chỉnh nhiều thông số như là ISO, tốc độ màn trọc. Thì tốc độ màn trọc của nó chỉnh lên cao nhất là được 1 giây. Trải nghiệm với những bức ảnh chụp từ Vivo E53 thì cá nhân mình đánh giá nó không quá thực sự là xuất sắc, nhưng mà nó vẫn ở mức là chấp nhận được, có thể đáp ứng được nhu cầu chụp cơ bản của các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn đang tìm một chiếc điện thoại nào mà chụp rồi gọi là yêu cầu cao hơn thì chiếc điện thoại này không phải để bạn lựa chọn đâu. Nhưng mà trong tầm giá này thì mình nghĩ là nó chụp hình khá là ok đấy. Nói một tí về camera selfie của Vivo E53 thì nó được trang bị camera selfie là 5MP. Thì cá nhân mình thấy cái camera này đủ để các bạn có thể selfie cùng bạn bè hay là đi du lịch rồi. Nó có nhiều chế độ cho các bạn, như là chế độ làm đẹp thì bạn có thể chỉnh lại màu da hay là làm trắng da. Và đặc biệt là nó có thêm HDR ở phía trước nữa. Cái này thì trong điều kiện chụp ngược sáng thì nó sẽ cân bằng cái bức ảnh của các bạn tốt hơn. Ví dụ ở đây mình đang hơi ngược sáng một tí thì mình chụp thử nha. Thì bức ảnh HDR thì nó xử lý hơi lâu một tí, tuy nhiên thì khi mà nó ra được bức ảnh như thế này, các bạn có thể thấy là cái vùng mặt của mình nó sẽ được là cải thiện là một tí, càm mịn lên, và ở vùng sau thì nó được đẩy giảm sáng xuống. Nói chung là bức ảnh thì trông khá là ổn. Về cấu hình thì Vivo E53 sử dụng con chip Snapdragon 425, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ và nó chạy trên nền tảng Android 6.0 và sử dụng cái giao diện FullTouch OS 3.0 của Vivo.
Thì cái này Vivo cũng tự biến cho cái giao diện của mình nó phù hợp với lại cấu hình điện thoại, nên là khi mà sử dụng thì hầu như là rất là mượt mà, và các thao tác thì rất là nhanh chóng và hầu như là không có một cái độ trễ. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy thì cái giao diện này nó tương đối giống với lại giao diện rất là phổ biến, thì mình không nói ra chắc cũng bạn cũng đã biết rồi. Thì ở đây các bạn chỉ cần vuốt lên thì để hiện cái thanh thông báo, đó là các chế độ điều chỉnh độ sáng màn hình, hay là đặc biệt là nó có thêm cái chế độ là bảo vệ mắt ở đây nữa. Và với một cái cấu hình không quá cao như thế này thì Vivo E53 chỉ đủ để đáp ứng các tác vụ của chúng ta như là làm việc hay là lướt web giải trí hàng ngày và chơi các tựa game nhẹ. Còn nếu mà các bạn chơi những tựa game nặng, đồ họa 3D cao thì có lẽ đây không phải là một thiết bị phù hợp rồi. Bởi vì khi mà chơi game đó thì chắc chắn là nó sẽ rất là giật lag và có thể là chạy không nổi luôn ngay. Vivo E53 nó được trang bị viên pin là 2500 mAh, một viên pin không quá khủng, nhưng mà với cấu hình cũng như là màn hình của Vivo E53 thì mình chắc chắn là nó sẽ cho một thời lượng pin cực kỳ trâu, có thể là trong khoảng 1 ngày rưỡi đến 2 ngày, thì mình chưa có thời gian nhiều để mà test pin con này. Và với chiếc Vivo E53 này thì Vivo họ hướng đến các đối tượng là sử dụng những chiếc điện thoại với mức giá vừa phải, và nó hiện đang được bán tại hệ thống FPT Shop với mức giá là 3.390.000 đồng, cũng khá là phù hợp với một cấu hình cũng như là một cái thiết kế của một chiếc điện thoại như thế này. Thì các bạn có thể truy cập trên trang fptshop.com.vn để theo dõi thông tin của sản phẩm. Và hiện tại nếu như mà các bạn đặt mua chiếc Vivo E53 này tại hệ thống FPT Shop thì sẽ được nhận một bộ quà của Vivo, bao gồm là một cặp loa, một cây gậy selfie và một cái giá đỡ điện thoại rất là thú vị. Các bạn có thể truy cập thêm lên trang để theo dõi thông tin nhé. Và nếu clip hữu ích thì đừng quên like cũng là subscribe FPT Shop channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.